Nhà thân mến, hôm nay anh em tiếp tục lại đi rừng nha. Hôm nay tình hình dịch nó căng thẳng quá, mấy em lên núi trốn con Covid. Trốn Covid. Cái gì nữa? Chim nào? Thôi chim vậy? Hả? Có gì không? Có lỗ. Lỗ luôn. Lỗ rồi. Ghét. Coi cái hồi nó vô cái chỗ nào. Chim con bay ra chặt chặt kìa. Không thấy lỗ luôn em. Thầy ẻ. Chim như cái ổ vậy. Đội chim vô vậy, thấy là cái lỗ vô cái nào vậy? Có. Có sao có chim chim có lỗ dưới á. Đó. Dưới chung lên. Như tổ chim gì tìm ra lỗ, không ra ổ, không ngó chung vô cái nào. Ê, sàng sàng quá. Hay là chưa có lỗ. Không có. Ờ, mới thả ra. Này mùa hè nắng quá. Thôi thật này. Cháy hết lá. Hết đạn còn không sống nổi mà coi gì. Chết sạch luôn rồi. Mùa này mùa hè đây nha, nắng quá. Coi con mùi này, trái chín đen thui rồi. À, mùa này nắng quá, khô luôn. Khô chết lá luôn rồi. Hai em đang đi trên đường, đang lên núi đây. Chúc của mình nha. Chín đen coi. Phong cảnh đẹp không cả nha, mai trời lồng lộng luôn. Đù, đẹp thiệt. Nắng quá, hai em lên phòng núi, phần núi đó. À, nghĩ này kèo xanh xanh còn xanh cây rừng cháy khô mà chết khô hết đá luôn này. Sao là biển cái gì biển nhà dân sát bên này sầm đấy sầm này sầm đá sầm này đời núi gì sầm mà giống sầm đá cho không đẹp nha ngay sầm đá này bụi lúc khối cỡ nào cũng có cũng đám đám luôn nói đấy dần qua chơi không đẹp không đấy trùng tiếp vô đó anh quay lại nha xem biết cây gì đâu cầm đường nha nằm trên đá này. Cô biết cục cục đẹp lắm không? Nói chung là đẹp toàn diện luôn. Đó, yeah, ta thèm rồi, không làm gì được á. Tới đó anh Mừ. Nằm phải trên đá nha, hành lá phải chỉa hòn đá to rồi. Đây. Coi là ngó. Ngó đi không nói được không? Chưa phải đá lên, chỉa. Bao nhiêu năm nói. Anh ăn dưới sầu núi chứ không phải hòn đá đây không nè. Xuống hòn đá nó rộng dưới mà. Đẹp nha cả nhà. Ăn trên đá đẹp đục dễ bể còn nó chứ ăn sâu dưới này dưới ăn sâu. Đá. Ăn sâu dưới. Ăn đá méo. Đủ phải đẹp quá. Cái này là điêu ha. U biếu liền bông luôn. Khó sống rồi. Gần đục lấy gì. À khó sống. Vì giữa người ta còn cố gắng đục liền. Khó quá. Cái nhà thông mới trùng sớm như này được không có cách do nha mày đi nha đẹp luôn có cái biếu là đang cái rửa ra có cái biếu lại cắt ngang lại rồi giữ cái biếu lại ha keo liền già rồi chắc không con này già hơn này con này non hơn đâm đào thử con này là sao gài này gài đây rồi nha mình cắt nha bỏ cái thằng non này thằng này già hơn này à. Coi cái góc nó này nha cũ cắt bỏ luôn nha đâm mình rửa đây cái rửa trong mình này. Hai cái rửa này còn một cái rửa xuống mình rửa lại này
rồi đâm xuống nó còn nữa. Anh vừa gấp luôn, hơi quá. Còn nó cầm này. Ép luôn, anh chịu ép luôn. Hoàn toàn khiếp luôn. Chắn ngang đời à. Chắn ngang đời mà xử lý tiếp cây rượu bên kia. Rồi chuột nó luôn ạ. Cái rửa này cả nhà. Để mà không mình cố gắng mình lái thử cái rửa này lên thôi nha. Sau này mình kéo lại thành cái rửa luôn, sắp vô trong góc luôn. Loại chân rửa luôn cho đẹp nha. Cố gắng mình lái cho nó đủ cái chân rửa luôn. Nó dài mà kéo xuống tới góc là được. Phải lấy được 20 nữa. Không có được 30 vậy mình mới xử lý nó được. Chắc cái ngàn đó thì mình cũng bỏ thôi, không làm gì được nha. Phải cố gắng, nó cũng cứng. Mình đã lấy lên nha cả nhà. Coi nó cũng đơn giản thôi, mình lấy theo cái rỡ này, chiếc xa luôn, nó đậu hết này. Từ bên đây này. Vòng kia theo hết cái rỡ này. Để bây không mình cố gắng mình lấy cái rỡ này, bây giờ mình sắp xuống nha, sắp dưới xuống với cái rỡ cái này. Thì nó, hình chung cái bộ đớ mình nó sẽ ấm hơn nha. Chúng ta cắt ẩu thì dù cắt bỏ luôn thì bộ đớ nó ít đẹp hơn. Đó, coi thế này, chưa biết thớ trồng thế nào rồi. Chút nữa mình ra ngoài về thì mình sẽ nghiên cứu lại. Thớ dày cũng được này. Dày này. Nó hai thớ hay sao ạ? Trồng được dài nhưng mà chưa lập thớ được. Trồng theo kiểu cong dài cũng được này. Hai thớ trồng thôi, còn cái rỡ này giờ mình phải xử lý thôi. Kéo xuống dưới rửa mẹ luôn, cột lại luôn. Rồi cột này. Chắc thì mình ít sợ chết tại nó cũng khỏe lắm. Cái đầu tiên của chuyến đi ngày hôm nay nha. Thành quả hôm nay này. Đây là trống này, đây là quả trống này. Mày nhìn nha. Còn rửa này. Thay quái rồi thôi. Cố gắng đạp mấy cái rửa giữ được mấy rửa này vừa kéo thôi. Cái đầu tiên ra bây giờ mình đỡ bay trống nha. Bay trống rồi mình phải đi tiếp nữa chứ không có mang vô trong rừng được. Mình quay cái đây cho cả nhà xem này. Anh em không biết nha, đây là hải châu lá lớn, còn gọi là bốn lá nhỏ nha cả nhà, không phải là lá trung đâu. Lá trung thì nó nhỏ hơn, đây là lá lớn, ở mình gọi là lá lớn bốn họ với bốn mà. Hoặc là bốn lá nhỏ dòng này chỉ đem về là ghép thôi. Hai lá này cả nhà, lá bốn lá nhỏ, hải châu lá lớn. Mình giờ mình mà sơ tàn không đã đợi được cây hải châu thì tiếp nghiệp luôn. Còn thì gấp gấp quá sơ trời, gấp đã còn hoành nữa. Nó chắc con được 50, hơn 50 á. Cái này chắc cục bây giờ ghét ngon chơi thôi. Hải châu đá lớn và bốn đá nhỏ. Cái góc nữa. Mình không nói nha. Mình không có nói. Nó nói vậy thôi, quay thôi, không quay cho anh em đỡ phân biệt thôi, giờ không có nói. Núi này chung, toàn một chung không à. Thằng rầm này, dài xong á. Trong giờ mày mà gặp được coi gì không, như ở ngoài người ta phát hết rồi, phát rọi hết rồi. Lúc này tìm những cái trách bò quái rồi vậy. Cái này chê bớt nắng nó vô, rồi già bớt nắng nó. Củ cát này cả nhà, to. To vậy, khủng thấy chưa. Cái này có lỗi rồi, lỗi nhỏ. Khỏi này không biết cách sao nha. Biết cách sao cho đẹp tất cả nhà. Muốn lắm mà không biết cách sao, nhìn cái củ nó đẹp này. Phân nó lên, tây tạng ở đây gì nó cũng rút tạng á. Dịch chưa. Nhìn này, không biết cách sao này. Ngày 2, 3 thằng dính vô này, không biết tháo sao cho đẹp á. Khó quá, nghiên cứu không có thơ tháo nha. Muốn bỏ.
khi giật này kia thì nhìn coi nó tức quá. Cắt xưa trên thì nó trùng tay, khó nha cả nhà. Đây cũng cả khó, thôi đợi lại chừng nào mình nghiên cứu ra mình lấy. Đi lục nữa thôi. Ô núi cao mà cũng có mùa cả nha. Đó, thấy không? Bây giờ mình chung tiếp cho một rừng rừng nữa thôi. Kèo ta phát ra trồng hết này. Giờ nó mọc lên lại rồi. Kèo quên coi người ta phát nó mọc lên lại, kèo nó chết đi. Cũng rải của người ta hết nha. Trước người ta phát trồng mà kèo nó đất này nó cằn cỗi nên kèo nó không hay sốc. Nó chết hết, giờ mình chung vô. Chim gì nè, kêu nha cả nhà. Lục muốn hết cái núi luôn. Không thấy cái gì luôn. Chung hết xung quanh này. Cũng chung nở cái bìa rải nha. Rồi giờ chung tiếp thôi. Hy vọng sẽ tìm được con cây nữa. Ngọn cơ bên cái giờ gì. Đang chùm trái thiệt đẹp luôn. Quá chừng rồi. Đây này. Phải đọt kia nhiều hơn nữa. Phải đọt kia làm cả chùm thiệt sai luôn. Ui kìa. Dơi bạn nghĩ ra cái này bạn dơi nha. Bạn nghĩ ra từ mình đi tiếp. Coi gì kìa nha. Rồi coi trái. Bấm bún đọt lên này. Bấm bấm rồng hết lá. Không biết coi gì. Cái này lá đẹp lắm này. Không biết không, nó không còn cái lá nào nha. Được cái góc nó đẹp lắm. Buồn nữa đẹp ghê cả nha. Nằm trong đá khó khăn nha, chung xuống dưới mình coi thử là sao. Ngồi nãy mình ngồi trên đây nhìn xuống mới thấy hồi nào rụng lá rồi chắc búp búp là đỏ chắc coi đẹp này. Góc đây nha, nè ra trên quay nha, xuống dưới xuống này tàn dư tùm lưng năm chắc mình bỏ là đẹp này. Nó hơi vậy nè, giỏ 600 là được. Không biết tên trong gì. Giờ nó rụng hết lá rồi. Không phải lá, là góc cách này. Đâm trên đá luôn. Góc này còn non, chưa cả lỗi. Cây nhà thấy chưa? Trước mặt cây nhà có sơn cà quá này. Cực kỳ quá luôn. Một cái hai đúng quá luôn. Nên nó tròn tròn luôn, như cái cây con gì luôn. Chùa, chà. Nằm kẹt đá nha. Đó, đã là cây con rồi nó thôi. Xem giờ xem cái mẹ của nó này, thái chưa, khủng bố luôn, chùa đẹp mê hồn luôn. Nhà thấy nù này như đá, cái này cái là khiên cho đừng nói chuyện đó kiểu gì, nó tay sàn thôi, sừng nhưng mà thằng đây mình đi giờ mình thích mình đi hơn mấy thằng lớn nha, không nói được. Này là quái quá quái luôn, quá đỉnh luôn. Mùa đẹp trời. Mưa thế này, mình là thích mini nha. Tóc lên luôn, đẹp thiệt. Không biết cách nào mà lấy được ta. Ôi dồi. Thèm rồi. Nhà thả đảo. Thôi khúc này là mưa rồi đây. Có còn cong lại dưới góc nó dính lại luôn này, một góc luôn á, lên cái cong nó dính lại luôn, hay thiệt. Mà bùa cá đang nằm trong cục đá tản thần, chiều nha. Lúc cá buổi chiều luôn, gặp được mấy cái đẹp mà không nói được. Đi tiếp thôi, chung tiếp thôi, gặp đâu la luôn. Đó, mình lục cả chiều này mình không thấy gì hết nha, ra trống nha, tình cờ ra trống mà nhìn lên trong bờ rừng. Bây giờ có tổ ong rồi nha, à, ong bay lên bay xuống, mình thấy ong bay lên bay xuống luôn. Ngay cây nhãn mình đứng thằng cái hả, à, anh thấy bay ong bay không? À, mình lại gần, giờ tại vì có anh ấy mặt trời nó phản xạ thì mình dơ thấy nha. Biết ổ to hay nhỏ nhưng mà chất ổ này cũng vừa thôi. Nó ngay chỗ anh mặt trời chả cháo quá. Cái mấy thì chắc là ra đây quay không? Quay hả, anh em không thấy con ong bay. Mình nhìn thử thôi. Ong gì không biết. Ong ruồi, quá quá đã này cả nha,
hôm nay mình may mắn lục miết không thấy đâu ra ngoài đứng vài trống nhìn cái thấy ổ luôn. Đó, bây giờ mình vô quay lại cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình dọn nha, dọn mình quay toàn cảnh lại cho tổ ong cho cả nhà xem. Tại vì mình đứng ở xa không thấy, cho nãy mình lục vô trong vườn vàng không thấy. Ra ngoài trống trời chiều là mình nhìn theo cái ánh mặt trời. Là con ong nó bay trong tay nhìn rất là dễ thấy nha. Thiệt xa ta cũng không có thể thấy được. Không biết cái tổ ong này lớn mà biết có mời không nha. Hôm giờ nó cũng có được một trận mưa. Không biết có mời không. Nhà cùng vào xem với mình. Đang chung lên. Ồ, ổ này chắc nhắm bao nhiêu mặt thì mình lấy, còn ít mặt thì mình để lại nha. Có cả nhà thấy hình trước mặt không? Đó, hôm nay mình cũng có chuẩn bị theo này. Hôm trước mình đi không có đúng, không cầm thùng quẹt, còn toàn đi mượn ông anh thôi. Đó, ổ cũng quá khủng luôn. Con rùa cái này gì nó to rồi nè. Giờ mình xem mình ổ này là nó ít mặt nha, mình nhìn rồi đó, mình quay mình hướng dẫn cho anh em từ nhà rừng này, để lại vì sao mình không bắt nó, mình quay lại cho cả nhà xem. Mình đốt miếng khói đó thôi cả nhà, ổ quá dài nha, cắm hết rồi, lỗ này không có mặt nha. Để lại nó đang ông chúa này cả nhà, đó là con ông chúa của nó, nhét con ông chúa đây, ông chúa nó nữa này, nó chỉ ổ mới là chắc nhiều đó, cái chia xong rồi không có ông chúa coi, chia rồi cả nhà, nếu chúng ta tìm thì chịu khó tìm con này chỉ nhiều, nhưng mà tại vì mùa này không có mặt nha, hạn quá không có mặt, không có hoa nữa cho nên không có mặt, chờ mưa khó một tuần mình lên sẽ đầy mặt thôi. Thì mình để lại. Đây mình tiếp tục. Đó, rồi để lại chờ mưa là mình lên. Đây cả nhà, coi trầm thị này. Đẹp một cái quá chừng. Đó. Giờ mình níu vô mình quay không được nha. Trái quá chừng. Chút bạn rất kỳ coi trái luôn, tàn là già cho trái đều hết nha, trái to không á, cũng có chùm 2 trái, 1 trái, chùm 3 trái luôn, lá cũng đẹp á, cái này toàn là mất cái rô chọn bò không, hiển quá. Lại tiếp tục một cái chùm thị thôi, nói chung là rất là nhiều nha. Mà kiếm cả đẹp không ra, biết cả là đẹp không này, thấy trái của nó cục cục luôn, nhìn trong hình không biết có thấy đẹp không, nhưng mình thực tế nhìn thấy đẹp lắm. Ra đây, mình thì rất là hiếm cái dòng này, nó nhiều không phải là hiếm mà hiếm cả đẹp ở cả nhà, nhỏ không hay cảnh không à, cái góc này bụi rêu lắm, không biết cái góc đó là sao, thấy trái mờ quá, trái còn nhỏ chưa gì đâu. Đó, nhưng mà em muốn tẩy út một chút à. Giờ cả nhà cùng mình xem cái góc của nó nha. Nói chung thì kênh đi rừng của mình thì mình chỉ quay lại những cái cảnh đi rừng hay coi đẹp xấu, mình chỉ quay hết trên kênh cho cả nhà cùng xem thôi. Mình thì lại chuyên thích mini, cứ mini là gọn gọn mình nói ơ nhà thái tám rồi, bàn cái ngón tay rồi nhỏ quá, cái to cái bự người ta lấy hết rồi. Nhà không, không thể đứng viên hàng mà coi nào đó, kiểu cái luôn, kiểu cành luôn. Không, cái gì mà kiểu hết luôn. Quay vô đẹp. Này nó mất có còn xanh xanh nha, nó cả tối luôn. Trên đọt được 3 coi, 4 coi, 5 coi luôn. Hàng luôn nè. Đấy, nó sao mà cái luôn. Nhìn phê luôn, còn nó góc của nó thì như trụ cờ này nha,
mình thả u lên cao lên thì kêu mình chung tới dưới cái đường này như cụ cờ không, không có cũ nha, hẹn quá. Mình là thích nói nhưng mà ở mình kiếm không ra, khó quá. Nhà cái nhà xong và chắc thịt bò trong thùng hàng nhà họ cậy hết đi, lấy cục đá lên nhà họ kẹo không được, đá là họ kẹo không được, chắc nghe lỗi cũng được đó ngang này nằm trong đá. Mà chỉ dùng ống đậu đậu mẹ ra không thôi chứ không cách gì. Chung hôm nay mình đi lục trong rừng rất là nhiều cây đẹp nha, mà lá không được không cả nhà, nằm cái đứa thứ khó không, còn về giữa anh em họ lá hết rồi. Được rộng hai châu núi nha cả nhà, hai châu núi nó bông dày nghiêng ngút nghiêng ngút. Anh em đào vừa ghép đá đi đi luôn. Ui chà bá này. Đâu tôi coi cái bụi ai đấy đó, bụi đó cốt cưa đấy, cốt chín đều luôn. Đi ngày ngày mình đi cả ngày nay rồi đi không có luôn, bây giờ mình cũng lên đạo đẩy coi hai châu núi thôi. Và hai châu núi đó này coi chà bá luôn này, bắt được hai coi luôn đó, coi ở dưới cái coi đang đào này cả nha, hai châu núi nha, to khủng bố luôn. Uầy bông nghiêng ngút á, ông đang xả bông nghiêng ngút á không, cầu mét mấy cầu ngất ngay chú gà tòi con túi ông đang đào hả cả nhà, xả đi coi được tàn hoa chô bông nghi ngút luôn, lá xí xì nha, lá như như móng tay, lớn hơn móng tay một tí thôi, là nhỏ này. Hai châu cả nhà, hai châu núi này, để cạnh hiện cả nhà xem, nhìn giờ hơi chiều hơi chán nấy không thấy, nghịch trời á, nghi ngút luôn rồi, lá nhỏ xíu nha, thằng cũng có nước luộc. Thân lát lượng này lát có con tò ạ, cả nhà nghe nghe anh đảo bình bình không, hôm nay anh em phá lửa nha, đài châu núi nha, châu núi này thân lát lượng giống như đào hai châu biển quen rồi, hai châu núi bên này là thấy bình thường quá cũng chưa muốn đào. Rồi đào đại coi ở nhà cũng hết hai châu núi, ở nhà không có hai châu núi nha, kiếm coi hai châu núi gì á, coi này đó, coi mà nó coi mà nó nằm dài rồi không chịu lấy rồi. Ôi cú còn viên to thừ lừ rồi, đông 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 đẹp luôn mà chơi này cả nhà. Đây đây là nó này nha, to hành này hai trên cỡ tầm 35 góc đúng không, hai châu núi á, lần đầu tiên mà em mới đào hai châu núi nha, anh đào coi chút xíu xíu rồi đó, bồng bồng nghiêng rút hai châu biển cỡ như cỡ nào con lái mà coi hai châu núi cỡ ra mà chơi chắc lượng chứ. Đẹp chứ, lát đi quá tầm cao 60 ảnh giác con coi vậy mà 10 cây đang mất á, mấy không 4 này đứng mất à mét, lát lượng đẹp chứ 8 đây cái hai châu biển không bị nhiều lúa nha. Đây hai châu núi mất rồi, không anh ông giác cái cây hai châu núi khổng không khiêng đâu nha, ai khiêng đâu đó, hôm nay ông đi được hai cây đó, cái đó dựng ở đây lên mức khủng nè, đi xuống trống kìa, à đi khiêng ra trống đi đó, anh hai anh em giác ra này vừa nha, bỏ núi cùng bao la giác là do có cái mấy cái mộ này là trống này, núi mà người ta họ trồng họ chôn mộ quên chú trồng chôn mộ nhiều bên phải gương quầy xuống 40 cái này hai châu núi, hai châu núi thì nó khác với hai châu biển nha, nó không có giống đâu, coi coi này thì dòng này nó cũng bông bông thì nó cũng ngang nhau, nó cũng nhiều bông lắm, thơm y xì xì luôn, trái thì nhỏ thôi thưa
à, má anh em chơi cái dòng này chỉ yếu vừa kép thôi, cho nên ít lắm, nhưng phải hai châu hầu hai châu biển mà tím tiền cây này thì đếm tiền mỏi luôn. Đó, bây giờ anh em mình muốn làm hai châu biển, em dục biển vớt lên đó nha cả nhà, dục biển vớt lên thành hai châu biển ra nhỏ hết á, sụp đi gì mà đường mà không có vậy, toàn hải châu không á, sụp giác giác ngay ngu người luôn rồi. Có đá tép gì tép đỡ dập dập không sao, không không sao đâu, đuổi mạnh lắm sống hết. Anh em mình xin kết thúc video tại đây nha, hôm nay cũng hơi xuống núi hơi bị muộn đây nha, phải tối đi không có gì phải lấy anh em người ta hải châu núi về chứ đỡ gì không. Rồi, chào cả nhà, chúc gia đình mình luôn nhiều sức khỏe.